Ủa đây chắc xe vào, ủa đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh cộng đồng Tây Bắc của mình. Hôm nay mình sẽ quay cái ô tô nó lùi giữa sân các bạn ạ, để vào bốc cà phê xong rồi leo lên trên cái đường bộ đằng kia. Cũng nhẹ thôi nhỉ anh nhỉ? Hả? Cũng nhẹ thôi nhỉ? Ô bình thường thôi. 40 cân không? 50 cân đấy. 50 cân cơ à? Cảm ơn các bạn. Kéo xuống chiếc khá. Đi hố xuống rồi. Bắn. Các bạn ơi, đường này nó rất là khó khăn chứ không phải là dễ đâu các bạn nhé. Nhưng mà trong đêm tối đấy, hình như là rơi cửa ấy, rơi cái gì rồi đấy. Trên kia là có một cái đoạn nó rất là dốc. À, mắc cái gì rồi? Mắc dây điện à? Mắc cửa. Lên dốc à? Lên tận trên kia rồi à? Ổn rồi. Ngay. Ra. Đi. Đấy rồi gì? Chuyển đá. Con này lên rồi. Nó giật lên mà. Lại chén phát nữa. Phát này nữa lên rồi. À.
vẫn ui nhanh thế. Ui à, khả năng mình xin phép kết thúc video tại đây các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Vào chỗ tượng kia xuống khoảng 50 phân. Vâng vâng. Đường nó dốc quá các bạn. Nên là ô tô nó lấy đà. Mới cúc một lượt thôi. Vâng vâng. Đến tháng là hai cầu như khó lên đúng không? Ô tô nó phải lấy đà với cái tốc độ khủng khiếp luôn các bạn. Nếu mà phải bần ngày cho các bạn xem thì không biết nó như thế nào, nhưng mà thì rất tiếc là nó lại bần đêm.